Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Phú Phi Mắc đây. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn về túi đựng phụ kiện có logo của Phi Mắc, và túi này được bên mình thiết kế và sản xuất luôn nha. Thì túi này có kiểu dáng thể thao này, năng động này, trẻ trung và mạnh mẽ nha. Đấy, chiếc túi này anh em có thể đi câu này, hoặc là những anh em làm cơ khí thì cũng có thể là mua được chiếc túi này nha. Thì chiếc túi này được làm chất liệu chính đó chính là vải Oxford. Vải Oxford này có tác dụng là chống mưa này, chống nước và chống bụi bẩn rất là tốt nha. Thì chiếc túi này được thiết kế tổng cộng là 6 ngăn. Mời anh em cùng đi lại gần hơn và chiêm ngưỡng chiếc túi này nha. Đây, mời mọi người cùng lại gần hơn ạ. Thì đầu tiên về phần chiếc túi này đó chính là một ngăn chứa, hai ngăn chứa đựng phụ kiện nhỏ như là anh em có thể là đựng ví tiền này. Đó, những phụ kiện nhỏ hoặc là như là mồi câu cá chẳng hạn. Đấy, bên ngoài được in logo của Phi Mắc, thương hiệu của Phi Mắc cửa hàng chúng mình. Rồi, ngoài ra ở phía bên trên túi được thiết kế đó chính là một lớp da. Lớp da này có tác dụng là chống mưa này, chống bụi bẩn rất là tốt nha anh em. Đấy, một lớp da rất là đẹp và sang trọng. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi vào về ngăn chính nha. Đấy, thì cái túi này được thiết kế đó chính là 3 lớp vải. Đó, ba lớp vải này có tác dụng là vừa chống mưa này, chống nước này, đó, chống tia UV và chống bụi bẩn rất là tốt nha. Bên mình có tổng cộng là hai màu, đó chính là màu đen và màu xám rằn ri. Đấy các bạn, thì các bạn có thể thấy ở bên trong này này. Đó, đây là một lớp da nha anh em. Đó, đây là một lớp da PVC. Lớp da này có tác dụng là chống mưa, chống bụi bẩn rất là tốt. Rồi, bên ngoài còn được trang bị một lớp vải Oxford nữa, và bên trong được trang bị là một lớp dù. Đấy, một lớp dù rất là dày và chắc chắn, rất là bền nữa. Rồi, tổng cộng là cái túi này được thiết kế là 3 lớp vải nha. Đó, được trang bị là 3 lớp vải. Và bên trên là một khóa kéo IKK rất là bền. Đó, về khóa kéo này thì anh em hãy yên tâm về chất lượng của nó nha. Bên mình sẽ bảo hành khóa kéo là 10 năm cho anh em sử dụng nha. Rồi, tuyệt vời ạ, rất là tuyệt vời luôn. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi vào ngăn chính. Ở đây là có một lớp vải dù này. Rồi, bên trong còn có một ngăn chứa nữa. Đấy, anh em có thể đựng những phụ kiện nha. Rồi, thì cái túi này mình có thể là đựng đeo hông này. Đó, hoặc là mình có thể là đeo lưng, hoặc là đeo vai, đeo chéo nha anh em. Đó, anh em có thể mắc qua vào sau này. Còn phía bên sau này còn được trang bị là một lớp vải dù nữa anh em. Lớp vải này là hút ẩm này. Đó, hút ẩm này và chống mưa, chống nước rất là tốt nha. Rồi, ở bên này có một chiếc túi đựng phụ kiện nữa. Đây, chiếc túi này anh em có thể là đựng ví tiền nè. Rồi, những con mồi khi anh em đi câu nha. Hoặc là những phụ kiện nhỏ nữa. Đó, cũng được trang bị một lớp vải da PVC nha anh em. Rất là tuyệt vời, rất là đẳng cấp. Rồi, ở bên này còn một ngăn chứa để anh em đựng nước nha. Đựng bình nước. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Và đây em sẽ bây giờ em sẽ bỏ những phụ kiện đi câu vào cho anh em có thể xem được nha. Đây, có thể đựng được tối đa tầm 5 đến 6 máy đấy nha anh em. Mà khi mà anh em có thể tháo cái tay quay này này, đó, anh em gấp gọn lại thì có thể đựng được là tầm 5 đến 6 máy á. Rất là đựng được rất là nhiều đồ. Đó, những em nào mà làm cơ khí hoặc là làm những đồ điện chẳng hạn, anh em cũng có thể là sở hữu cho mình chiếc túi này nhá. Chiếc túi này rất là bền, cao cấp, được trang bị sở hữu là 3 lớp vải mà, và chống mưa, chống bụi bẩn rất là tốt. Đấy anh em, thì nãy giờ em đã bỏ được rất là nhiều nhiều máy rồi. Đấy, được 5 máy rồi. Rồi, máy thứ 6 này. Đấy. Rồi, ok đúng không ạ? Được rất là nhiều đồ đúng không ạ? Rồi, bây giờ em sẽ khóa lại nha. Khóa kéo này là khóa kéo IKK nha anh em. Này em đã giới thiệu rồi, khóa kéo IKK. Bảo hành cho anh em 10 năm về khóa kéo này nhá. Đấy. Rồi. Bây giờ em sẽ bỏ những phụ kiện nhỏ hơn nhá, như là tinh dầu này. Đó, tinh dầu bên em bán này. Đấy. Rất là nhiều. Rồi. Chẳng hạn như là tinh dầu này nữa. Đấy. Rất nhiều nhá. Rồi. Bên này thì anh em có thể là đựng những phụ kiện nhỏ hơn, như là những con mồi con lua này anh em. Đấy. Anh em có thể bỏ ví tiền trong này cũng được nữa để bảo đảm cho sự an toàn. Đấy. Ok. Rất là tuyệt vời. Rồi. Ở bên này anh em lớp túi này anh em có thể đựng
nước nhá, đừng bình nước đi theo nhá. Đấy. Rồi. Thì bên em có hai màu nha anh em, một màu xám đàn ri này và một màu đen đây anh em. Đấy. Rất là đẹp đúng không ạ? Thì hai cái túi này được thiết kế là kiểu dáng thể thao này, năng động này, phù hợp với mọi lứa tuổi cho anh em nhá. Đấy. Anh em có thể đi chơi này cũng được nữa, đi chơi đi ra ngoài cũng được, mà đựng đồ phụ kiện đi câu hoặc là đi đựng vào những phụ kiện anh em đi làm thiết bị này đó, rất là ok luôn. Và bây giờ em sẽ đeo chéo nhanh nhé, đeo chéo lên để anh em có thể thấy nhé. Dạ rồi anh em, em đã thay dây để em có thể đeo vai được rồi anh nhé, vừa đeo vai này vừa đeo sau lưng đó anh em. Đấy thì anh em có thể thấy là em đeo lên rất là vừa với phong người của mình đúng không ạ? Thứ nhất là vừa hợp thể trang này, thể thao này, đó, mạnh mẽ và đàn ông. Rồi thì về thiết kế của chiếc dây đeo này được đan lại rất là khít nha anh em, được đan lại rất là khít này, rất là bền và chắc chắn luôn anh em. Đấy anh em, thì anh em có thể thấy chưa, thì dây này rất là bền nha, anh em có thể sử dụng không biết khi nào cho nó hư luôn anh em. Đấy. Rồi phía trên này anh em, phía trên này được làm một lớp nhựa này anh em, lớp nhựa này. Đấy, máy quay lại cho anh em thấy ạ. Lớp nhựa này là nhựa EVA nha anh em. Đấy, thì tác dụng của nó là khi anh em đeo lên vai sẽ không bị mỏi này và sẽ không bị đau nha anh em. Đấy. Thiết kế rất là nhiều chi tiết. Rất là nhiều chi tiết để anh em có thể thấy là chiếc túi này rất là đẳng cấp và cao cấp đúng không ạ? Rồi, thì bên em về với số lượng nhiều cho nên là anh em hãy nhanh tay để lại số điện thoại và đặt hàng nha. Bên em sẽ miễn phí vận chuyển cho anh em. Và khi anh em nhận hàng, anh em có thể kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha anh em. Đấy, đó là điều mà bên em luôn luôn phục vụ cho anh em nha. Và cảm ơn anh em đã xem hết video này. Và đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh để ủng hộ cửa hàng nha. Tạm biệt anh em.